chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh họp bàn giải pháp tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm về giao thông khu cụm công nghiệp. Niềm vui của người dân tại các xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Kim Động. Huyện Tiên Lữ chuẩn bị các điều kiện để sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã. Cảnh báo về thủ đoạn giả danh công an gọi điện yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân để lừa đảo. Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra hội nghị sơ kết 2 năm hoạt động của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tháng 3 năm 2022, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 được thành lập do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Trong 2 năm qua, Ban chỉ đạo đưa 15 dự án với diện tích trên 2.000 ha vào diện chỉ đạo đôn đốc, trong đó có 2 dự án giao thông là đường Vành đai 4 và đường Tân Phúc - Võng Phan với diện tích trên 490 ha. 6 dự án khu công nghiệp với diện tích trên 1.170 ha và 7 dự án cụm công nghiệp với diện tích trên 440 ha. Kết quả đã giải phóng mặt bằng được trên 1.570 ha, đạt gần 78% diện tích cần thu hồi. Trong đó các dự án giao thông được gần 350 ha, đạt trên 86%. Các dự án khu công nghiệp được trên 1.140 ha, đạt trên 97%. Các dự án cụm công nghiệp được trên 80 ha, đạt 18%. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 6 dự án khu công nghiệp và đưa ra khỏi danh mục các dự án công trình trọng điểm 4 dự án gồm khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, khu công nghiệp số 3. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ quyết liệt của tỉnh ủy, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm của tỉnh cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, việc triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội nói chung và các dự án công trình trọng điểm nói riêng thu được những kết quả tích cực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Hưng Yên đạt 10,05%, đứng thứ 7 cả nước, thu hút đầu tư kỷ lục trên 1 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tạo việc làm mới cho hơn 2,5 vạn lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như kết quả giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, việc triển khai, xây dựng các khu tái định cư, mở rộng nghĩa trang, phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4, đường Tân Phúc - Võng Phan còn chậm, giải phóng mặt bằng các dự án cụm công nghiệp trọng điểm còn thấp. Trong quá trình thực hiện cũng phát sinh một số khó khăn vướng mắc, nhất là đối với dự án đường Vành đai 4 và đường Tân Phúc - Võng Phan. Trong các bài học kinh nghiệm được rút ra, việc thực hiện đồng bộ, đồng thời các bước theo tinh thần vừa hành quân vừa mặc áo đã được áp dụng từ dự án đường Vành đai 4 sang đường Tân Phúc - Võng Phan, giúp triển khai nhanh và hiệu quả hơn. Năm 2024 và những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách cho các địa phương trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là 2 dự án giao thông và một số dự án cụm công nghiệp. Các đồng chí ở cấp huyện ấy về rà soát điều chỉnh ngay quy hoạch và điều chỉnh dự án để làm sao đấy ta khuôn tiền cho cái suất mà tái định cư mấy cái suất đất ở hiện hành đang bị thu hồi nó chênh nhau ít thôi. Muốn thế thì phải cái định suất tái định cư thì phải thấp đi, liên quan đến cái tái định cư về đất doanh nghiệp. Kiến nghị thẳng luôn, đề nghị là áp dụng theo điều 62 bởi vì nó cùng mục tiêu là phục vụ cho dự án trọng điểm quốc gia. Bây giờ tái định cư cho người chết, lo ngại nhất là ở đường Tân Phúc - Võng Phan hiện nay. Về cơ bản các đồng chí trong thậm chí trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng chưa có. Thì đề nghị các địa phương khẩn trương làm cái này, khẩn trương sớm bởi vì là có kế hoạch quy hoạch xong các anh còn lại xác định vị trí để ủy lại với trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Thế còn di rời các hạ tầng kỹ thuật. Bây giờ đếm từng ngày đi nhé. Được của đường Vành đai 4. Trước hết là điện và sau đấy là còn hạ tầng viễn thông này, hạ tầng thủy lợi thế này phải triển khai đồng thời. Đề nghị các sở ngành ưu tiên giải quyết những khó khăn vướng mắc ở trong các dự án trọng điểm này với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Chủ yếu liên quan đến cơ chế chính sách thôi.
phê duyệt theo thẩm quyền đấy. Về phương hướng nhiệm vụ của ban chỉ đạo trong cái thời gian tới thì tôi đề nghị các đồng chí tổ giúp việc thì cũng tiếp tục phải nghiên cứu bổ sung một các dự án, một số dự án lớn quan trọng của tỉnh vào danh mục các dự án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi. Giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy chính quyền và các địa phương từ nay đến năm 2025. Và chúng ta kiên quyết phải khắc phục cái tình trạng dự án chờ mặt bằng. Khối lượng như tôi tính từ cái số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường năm riêng năm 2024 là 1.600 hecta cần phải giải phóng mặt bằng. Thế cho nên là giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ không ngừng, không nghỉ, trọng yếu, thường xuyên. Tôi đề nghị là cái chỗ này là các cấp ủy, rồi chính quyền ở địa phương ấy, đưa cái chỉ tiêu giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ phát triển trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Và ngay từ năm 2024 này, một cái nhiệm vụ nữa nó vừa là thường xuyên nhưng mà nó là cái việc lâu dài rất căn cơ, đấy là việc triển khai cái dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu của về đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường. Cùng với việc này thì cần phải đẩy nhanh cái việc rà soát, kiểm kê, đo đạc rồi hoàn thiện các hồ sơ địa chính, đẩy nhanh cái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Làm sao đến năm 2025 thì cơ bản là chúng ta cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất ở, rồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. Sáng nay, hai đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng hai tổ, đã tiến hành giám sát kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị tại huyện Tiên Lữ và huyện Văn Giang giai đoạn 2021-2025. Huyện Tiên Lữ hiện có gần 390 km đường các loại, huyện đã phát triển được 55 km đường giao thông nông thôn với trên 245 tỷ đồng. Tỷ lệ cứng hóa đường ra đồng, đường thôn xã và đường huyện đạt trung bình gần 93%, trong đó đường huyện 100% cứng hóa. Hiện thị trấn Vương, xã Thụy Lôi và Hải Triều đạt tiêu chí đô thị loại 5. Các xã cơ bản đạt loại đô thị loại 5 gồm Nhật Tân, Ngô Quyền, Dị Chế, An Viên. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Xuân Tiến ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của huyện trong thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Theo kế hoạch, năm 2037, huyện có một thị xã và 7 đô thị loại 5. Huyện cần làm tốt công tác quy hoạch và triển khai có hiệu quả các kế hoạch xây dựng giao thông và đô thị, chú trọng tới các dự án trọng điểm, trong đó có đường Tân Phúc – Võng Phan, đường tránh quốc lộ 38. Huyện Văn Giang giáp với thủ đô Hà Nội nên trong thời gian qua tốc độ đô thị hóa rất nhanh, nhiều khu đô thị mới được các nhà đầu tư triển khai. Huyện phấn đấu trong năm nay trở thành đô thị loại 4, hệ thống giao thông cũng được huyện đầu tư đồng bộ, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm, đường giao thông nông thôn. Trong đó đã hoàn thành đầu tư cải tạo nâng cấp nhiều tuyến đường tỉnh như DT379B, DT377, đưa vào sử dụng 9 dự án giao thông đường huyện. Cầu đường bộ với tổng chiều dài gần 11 km, tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng. Đại diện đoàn giám sát đề nghị huyện Văn Giang cần tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án giao thông đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, quan tâm giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án theo thẩm quyền. Luôn lấy người dân làm trọng tâm để hướng đến sự tích cực, chủ động tham gia của nhân dân và cũng chính họ là chủ thể đầu tiên thụ hưởng thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây chính là nội dung xuyên suốt được mỗi cấp ủy địa phương của huyện Kim Động thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Nhờ đó, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp của tỉnh, đến nay hai xã đầu tiên của huyện cán đích xã nông thôn mới kiểu mẫu, đó là xã Hiệp Cường và xã Phạm Ngũ Lão. Dù chỉ là một điểm trường mầm non lẻ của xã Hiệp Cường với quy mô 4 lớp nhà trẻ và mầm non, nhưng cơ sở vật chất tại đây luôn khiến cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ hào hứng và yên tâm đến trường. Hơn 5 tỷ đồng được xã huy động từ nguồn xã hội hóa để hoàn thiện cơ sở giáo dục mầm non này với đầy đủ điều hòa, sân chơi, bếp ăn hiện đại cho các cháu học tập vui chơi. Những năm gần đây thì được sự quan tâm của cấp trên, cô và trò ở trường mầm non xã nhà đã được đầu tư tất cả về trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất. Chính vì vậy mà trẻ rất là yêu thích được đến lớp. Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tiêu chí giáo dục, xã Hiệp Cường luôn chú trọng quan tâm đến công tác giáo dục tại địa phương về cả cơ sở vật chất, các nhà trường đến tinh thần đời sống của giáo viên để các thầy cô yên tâm công tác. Nhờ đó chất lượng giáo dục tại các nhà trường không ngừng được nâng cao. Bên cạnh tiêu chí giáo dục, xã Hiệp Cường cũng đã sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức dân để hoàn thiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu như thu nhập bình quân
đầu người đạt 74,8 triệu đồng một người một năm. Xây dựng mô hình nông thôn thông minh tại thôn Lương Xá, tổng kinh phí huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại đây là hơn 300 tỷ đồng. Dễ trăm lần cũng dân cũng chịu, mà khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thế tất cả chung tay để xây dựng một xã cũng như là thôn, giữ vững được nông thôn kiểu mẫu. Hàng tháng, lãnh đạo địa phương mời đại diện của chi bộ đảng, rồi ban giám hiệu sang họp và nghe cái phản ánh những cái khó khăn vướng mắc và cùng tháo gỡ. Cuối năm 2023, xã Phạm Ngũ Lão về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu về an ninh trật tự. Dù đặc điểm kinh tế, xã hội, tiêu chí kiểu mẫu khác nhau, song điểm chung ở các xã đó chính là sự đoàn kết, đồng lòng trong chặng đường xây dựng nông thôn mới của địa phương. Bức tranh làng quê hiện đại với đường xá sạch đẹp, nhà cửa khang trang, cuộc sống yên bình, no ấm là niềm vui chung của mỗi người dân, đồng thời cũng là kinh nghiệm để các địa phương khác của huyện học tập và phát huy. Sự thay đổi rõ nét nhất đối với địa phương chúng tôi đó là bộ mặt và hình dáng của địa phương. Thứ hai nữa là cái chất lượng cuộc sống được nâng cao, con cháu đi xa về gần rất phấn khởi. Năm 2024, huyện Kim Động đặt ra mục tiêu là có 2 xã là xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu 6 xã sẽ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả nông thôn mới kiểu mẫu của 2 xã Hiệp Cường và xã Phạm Ngũ Lão, chúng tôi vẫn nhận thấy rằng cái vai trò chủ thể của người dân, có sự đồng lòng của người dân thì những cái chỉ tiêu khó, những cái tiêu chí khó chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được. Với cách làm huy động sức dân để lo cho dân, lấy người dân làm chủ thể đã giúp cho xã Hiệp Cường và Phạm Ngũ Lão sớm hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quan trọng hơn nữa, đó chính là niềm vui của mỗi người dân khi đời sống vật chất và tinh thần đều không ngừng được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, huyện Tiên Lữ đã chủ động rà soát các tiêu chí đối với 100% đơn vị hành chính trực thuộc, đồng thời thực hiện các bước triển khai sáp nhập đối với 7 đơn vị hành chính trên địa bàn. Qua rà soát, huyện đã xây dựng kế hoạch sáp nhập 7 đơn vị hành chính gồm xã Ngô Quyền, xã Dị Chế sáp nhập với thị trấn Vương, xã Cương Chính với xã Minh Phượng và xã Hải Triều với xã Đức Thắng, không bổ nhiệm cán bộ chủ chốt trong giai đoạn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, làm công tác tư tưởng vận động tuyên truyền những cán bộ đủ năm công tác nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu có thể nghỉ trước tuổi. Qua đó, giúp Tiên Lữ sắp xếp được trên 1/3 công chức trên tổng số 56 người sau khi xây dựng kế hoạch sáp nhập. Để thực hiện cái việc xử lý đối với cán bộ công chức dư dư này thì anh em tôi đã có tham mưu về một số phương án hiện cái vận động nghỉ hưu trước tuổi theo cái nghị định 29 của chính phủ, thực hiện cái việc mà điều động luân chuyển đối với các cán bộ công chức, thông qua đó thì thực hiện cái kế hoạch số 12 của tỉnh ủy. Việc mà Đại hội Mặt trận Tổ quốc tới đây thì cũng sẽ có một số đơn vị xã thì cũng có thể là sẽ để bầu quyết với chức danh để có cái điều chuyển các cái cán bộ công chức ở các cái xã mà nằm trong cái diện sắp xếp. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, huyện đã tổ chức sắp xếp và luân chuyển cán bộ chủ chốt cấp ủy và chính quyền đạt 8 cán bộ, trong đó có trường hợp người chưa đủ tuổi nghỉ hưu chủ động xin nghỉ công tác để nhường vị trí cho người khác phục vụ việc sắp xếp tổ chức cán bộ khi sắp nhập. Chủ trương được cán bộ và đảng viên đánh giá cao. Chủ trương và biện pháp cách làm trên mà luân chuyển đối với cán bộ không phải là người địa phương là tôi thấy là hoàn toàn phù hợp với cái bối cảnh lịch sử bây giờ. Làm như thế tránh được những vấn đề nể nang, rồi thì là cục bộ địa phương xây dựng được cái tinh thần đoàn kết nội bộ trong đảng rồi trong quần chúng nhân dân. Thì chúng tôi đã tiến hành rà soát thì cho lập danh sách niêm yết toàn bộ các cái cử tri trên các cái khu vực trung tâm của xã, nhà văn hóa cũng như là đối với các thôn, lấy cái ý kiến, cái sự hài lòng của nhân dân. Tôi tin tưởng là cái chủ trương này nó đúng đắn để đảm bảo làm sao cái quy mô của các cái địa bàn nó phải đảm bảo để tạo cái sự phát triển cho đồng bộ, thống nhất. Huyện Tiên Lữ đề ra các giải pháp đồng bộ, trong đó có một số nhiệm vụ then chốt và bước đầu đã thực hiện có hiệu quả như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sắp xếp công chức và làm tốt công tác lấy ý kiến người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần đảm bảo thời gian hoàn thành sáp nhập đơn vị hành chính theo chỉ đạo của tỉnh trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh, rà soát thủ tục hành chính nội bộ. Chỉ đạo các phòng chuyên môn được phân công, chủ động rà soát các quyết định phân cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền nhằm giảm tầng nấc khâu trung gian, tạo thuận lợi giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Nghiên cứu tham gia ý kiến đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ tổ chức lấy ý kiến. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao để đạt mục tiêu đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ của tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ ngay trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, phát huy vai trò chủ trì rà soát của các sở ban ngành, đơn vị tham mưu ban hành thủ tục hành chính nội bộ, chủ động nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của trung ương mà địa phương là đối tượng thực hiện. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên tổ chức tọa đàm Doanh nghiệp tiếp cận đổi mới sáng tạo để thích ứng, cạnh tranh và hội nhập giai đoạn tăng tốc. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đại diện một số sở ngành đoàn thể của tỉnh và một số doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung về đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể như vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo của đầu tư, mạo hiểm, vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và đề xuất, vai trò của đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của doanh nghiệp, những mô hình kinh doanh tiêu biểu, những cơ hội cho phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội vẫn diễn biến phức tạp. Thời gian qua, một số người dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên nhận được các cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu người dân cập nhật thông tin để chỉnh sửa căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử. Cách đây hơn một tuần, ông Tô Văn Công ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên nhận được cuộc điện thoại mời ông ra trụ sở công an phường cung cấp lại thông tin trên tài khoản định danh điện tử. 2 giờ đồng hồ sau, lại có một phụ nữ gọi điện đến đề nghị giúp ông cài app cổng dịch vụ công để tự cập nhật thông tin cá nhân. Tôi gọi cho ông ở bên phía trụ sở công an phường Lê Lợi này. Có vấn đề gì đó? Kể sáng trên thành phố gửi thông báo xuống rà soát lại thông tin định danh điện tử bước 2 với thẻ căn cước công dân này. Cái trường hợp của Tô Văn Công này đến giờ tôi mình chưa làm định danh bước 2 vậy? Làm rồi. Mình có xem lại hồ sơ của mình trước khi ký duyệt không? Cũng không xem lại. Đấy. Rất nhiều trường hợp như anh không xem lại rồi nhầm lẫn sai sót. Alo. Em Thu ở bên công an thành phố Hưng Yên đây. Thế có việc gì đấy? Vâng, em có gửi cái thông báo về vấn đề cập nhật lại cái thông tin căn cước công dân của anh đấy. Thì bây giờ anh có tải không thì đến hỗ trợ mình cài cổng dịch vụ công về cho anh tự cập nhật cái thông tin của anh ở trên điện thoại của anh ý. Không, tôi không làm thế. Này, số này là số bố bẩn đấy nhá, tôi sẽ báo công an này. Làm việc với ấy, không có làm việc theo cái kiểu này đâu. Ô anh ơi, bây giờ anh muốn báo ai bắt tôi? Không hiểu sao đối tượng này nó điện thoại cho tôi lúc khoảng 1 giờ 15. Thì khoảng 1 giờ 30 là điện thoại cho vợ tôi. Cũng nói với cái nội dung như thế. Đấy, cũng bỏ cái tài khoản VN ID là chưa được lên cấp độ 2, đang trục trặc. Những công dân mà cần phải sửa những cái thông tin trên căn cước công dân đấy thì cơ quan công an đã có cảnh sát khu vực đến hướng dẫn cho người dân, hoặc cơ quan công an có giấy mời và có người mời trực tiếp đến cơ quan công an để được hướng dẫn, thậm chí là còn đăng tải trên các cổng thông tin điện tử để người dân tìm hiểu. Không có bao giờ có chuyện gọi điện hoặc là bắt người dân phải cung cấp mã OTP hay là cái mật khẩu của cái mã OTP ấy. Giả danh công an, gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin để chỉnh sửa trên căn cước, tài khoản định danh điện tử là một trong những thủ đoạn được kẻ lừa đảo sử dụng trên không gian mạng. Mục tiêu cuối cùng của kẻ lừa đảo đều là chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, công an thành phố đã tiếp nhận và xử lý một số vụ việc lừa đảo qua mạng. Ngày 29 tháng 5 năm 2023, công an thành phố Hưng Yên nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Bích Phượng ở Hoài Đức, Hà Nội về việc chị bị một người liên hệ qua Zalo đặt mua 250 thùng dầu ăn trị giá trên 148 triệu đồng, rồi chiếm đoạt bằng hình thức gửi hình ảnh xác nhận chuyển tiền thành công giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan đã làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1992, ở thôn Yên Khê, xã Việt Hòa, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Công an thành phố Hưng Yên đề nghị người dân cảnh giác, nâng cao ý thức tự phòng, tự giữ gìn, bảo vệ tài sản, không tin vào các chiêu trò, các tin nhắn mang lại lợi ích, tin nhắn đe dọa của các đối tượng lạ và thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất khi gặp các trường hợp nêu trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.